Chú thử đóng xe. Mày đi đâu mà vội vội vàng vàng đấy? Khách gọi à? Không, cháu đi tìm thợ về sửa xe. Xe mày làm sao mà tao thấy suốt ngày mày sửa xe? Xe cháu không làm sao, nhưng mà hình như cái hệ thống điều hòa của cháu có vấn đề rồi chú ạ. Bật điều hòa lên á, nó hôi lắm chú ạ. Thế để tao sửa cho. Thôi, chú còn hôi hơn cái xe của cháu ấy. Cháu không giao chúng cho ác đâu. Tao hôi ấy, thì là ngày xưa thôi. Còn bây giờ á, xe tao nó thơm, nó ám cả vào người tao đây này. Đây này. Ôi, xe chú có cái gì mà khử luôn được cả mùi hôi người của chú vậy hả chú? Bí mật tí tao nói cho. Tránh ra xem nào, xem xe hôi thế nào nào. Hồi thế, mùi này á, nó giống cái mùi 3 tháng nay mày không tắm ấy, hồi quá. Giờ làm sao hả chú? Bây giờ nhá, mày nhắm mắt chấp tay cầu nguyện đi, cầu nguyện cho xe mày thơm to đi. Sao sửa xe lại phải cầu nguyện? Bảo làm thì làm đi, nhỉ nha, nhỉ nhằng. Thôi được rồi. Xin ông trời cho xe con hết thôi. Xin ông trời cho xe con được thơm tho, sạch sẽ, không bụi bẩn và có mùi hương thật dễ chịu. Xong rồi. Tao cũng xong rồi, bật điều hòa lên đi. Ôi, thơm quá chú ạ. Thơm như mùi đàn ông vậy, chú làm thế nào ấy chú? Tất cả là nhờ cái hệ thống phun nước hoa xe hơi Hitachi này đấy. Khử mùi xe hiệu quả, lọc bỏ bụi bẩn, diệt khuẩn và có hương thơm dễ chịu, rất tốt cho sức khỏe của những người trên xe. Wow. Hệ thống phun nước hoa xe hơi Hitachi, sản phẩm vì sức khỏe gia đình bạn.